phụ thêm. Nhỏ xách thùng bự. Thôi để xếp. Con mắm. Mì cay chảy nước mắt nè. Còn mì cay này là đỏ mỏ nè anh Hội Vinh nè. Mà lấy 5 thùng đến nãy là đủ. Luyến đó đó. Dầu gồi đầu á, cái dây á. Cái mỏ đỏ tươi à. Đây hả? Đây lộn xộn luôn, lấy lộn xộn luôn. Màu đỏ đâu gọi luôn. Nè nè nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đỏ cay đỏ mỏ. Kinh phí cũng như là anh Hòa đã hỗ trợ nhiệt tình cho mọi người kết nối với nhau để san sẻ những cái yêu thương trên cái chuyến xe này. Rồi. Dạ. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị à. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với em Nhân Chứng cũng như là anh Ngân, người đồng hành với lại Bùi Hồ hôm nay, có một cái chuyến thiện nguyện cùng với lại anh Hòa và một anh là người Việt sinh sống tại Lào, về một cái vùng bản cao của Lào. Và cái cuộc hành trình hôm nay thì được sự đồng hành của tất cả mạnh thương quân để mà hỗ trợ những cái phần nhu yếu phẩm như là gạo, muối, đường, bột ngọt. Và hiện nay thì anh Hòa vẫn đang vận chuyển nhu yếu phẩm, mua nhu yếu phẩm từ cửa hàng này nè. Cửa hàng này là người Việt luôn hả anh Hòa? Đúng rồi, đúng rồi. À, muốn ủng hộ người Việt mình luôn. Cũng là một cái duyên lành hôm nay thì có mặt tại đây để mà cùng kết nối với lại anh em Việt Kiều, để mà đồng hành với anh Hòa để mà hỗ trợ cho bà con vùng cao của Lào. Ở đây thì cái việc mà sử dụng tiền kiếp thì nó cũng khá là có. Trước khi Bùi Hồ đi qua đây á thì cũng có đổi sẵn tiền đô để mà việc đồng hành cho nó tiện. Đây là một cái gian hàng của người Việt. Chị là người Việt hả? Đây. Anh Hòa ơi, hôm nay thì mình mua nhu yếu phẩm là gì anh Hòa? Nói chung là mình mua lương thực nhiều như mì gói, muối, dạ, bột ngọt, đường. Các loại gia vị để mình nhiều như mày 20 bao nhiêu rồi? Gói 5 kg á. Lại gọi 5 kg á là 20 gọi hết. Ví dụ như dầu ăn, nước mắm. Người ta thiếu nhu yếu phẩm nhiều đúng không anh? À. Còn mình có mua thêm áo ấm gì không? Cái này thì nói chung mình đi vùng áo ấm đó thì mình muốn mua thì mình mua thêm. Còn bây giờ mình chưa yếu là mình bây giờ mình cứ mua đi. Hết cái số tiền rồi, này rồi, đi. Rồi, okay. Này nè, cho em gửi anh chi trả giùm em. Thôi để cái gì xong đấy rồi tí cho viết giấy rồi tính toán luôn cũng được. Dạ. Nhớ khỏe. nước mắm. Lít lấy nước mắm. Lấy tất cả cho két luôn. Hàng này là chuyển từ Việt Nam qua hết anh Hoàng? Nói chung là Thái Lan có, Việt Nam này có, là Thái, Thái Lan hết. Thái là chuyển dầu ăn, dầu ăn Thái luôn. Thái hết. Một két nó bao nhiêu thùng đấy em? Anh Hòa thì sinh sống ở đây cũng khá là lâu năm, và cái công việc của anh làm đó là buôn bán ngay tại chợ Đào Hương, một cái khu chợ lớn nhất của người Việt tại tỉnh Chăm Ba Sắc của nước Lào. Và đây là thành phố gọi là thành phố Bắc Xế. Thêm cái gì? Anh Hoa lấy gạo lên nếp, Hút pè rồi phai luôn. Lấy gạo lên liền nếp. Mình lấy nếp đi hả? Lấy nếp đi hả? Nếp đi, lấy nếp. Chua hoặc xíu nếp á. Với lại nếp á, nếp 2 chục bát rồi. Dầu ăn với lại muốn mắm. Nhân nói là cô chủ người Việt qua đây xinh quá. Nước mắm được 3 thùng. Cái cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh Ngân? Tôi thấy đồng hành cùng như Bùi Hồ, và tôi mới xác nhận được Bùi Hồ là một người sống rất có tâm. Tôi lọt phú khèo nhiều bờ. Mình rất cảm động. Thật sự không những là chúng ta vừa đi du lịch mà vừa làm một cái công việc để có ý nghĩa. Cái này nếu mà anh lấy này bao nhiêu cái? Khó khăn 4, 6, 8, 10, 12. Cái nơi mà mình 12 đến, lấy cho nó đủ phép cái gì 12. Tôi thấy 24, 14 là thằng này. Thì em chỉ là người để kết nối với lại lấy giấy ghi cô chú anh chị là mạnh thường quân kiều bào ở nước ngoài, để cùng nhau hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn mà để được có được ngày hôm nay á.
thì tất cả mọi người cùng chung tay, thì trong đó phải nói là không thể thiếu là anh Hòa, là người Việt sinh sống tại đây. Chỉ có anh thì mới biết được người dân địa phương ở đây cần thiếu những cái nhu yếu phẩm gì và họ phải sống như thế nào trên những cái bản vùng cao. Thì những cái việc đó thì anh Hòa đó là phải mắm hay là sớm ở Lào thì cuộc sống khá là chậm, 8 giờ thì mới bắt đầu cái nhịp sống của ngày mới. Và anh Hòa thì sáng nay phải chuẩn bị 6 giờ phải mở cửa hàng sớm rồi. Thì sau đó thì anh đưa con đi học rồi dọn hàng ra rồi mở cửa ra. Thì hiện nay thì cũng đã 8 giờ. Và tắp cho đủ. Hành trình thì còn khá là dài và để vượt 3 4 mắt để vượt cái đoạn đường khá là xa. Đó chắc có lẽ là hôm qua thì nghe anh Hòa trao đổi khoảng 100 anh Hòa ơi, đoạn đường mình đi lên bản vùng cao đó là bao nhiêu km anh Hòa? Khoảng trăm hơn gần 200 cây. Gần 200 km. Ôi trời ơi. Không thì nhanh thôi, đường trăm hơn cây. Cái bãi biển đấy. Tiếng hơn. Là đường đây là thì rất nhanh. Dạ. Lấy đó hạ máy tắp lên đó. 500 hơn 500 rồi. Tại vì bi nhiêu lắm. 5 bi rồi. Đóng góp vô. Anh Ngân thì có dịp qua đây đó, anh Ngân thì cũng nói là qua đây tìm lại ba đi người thân là cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng hỗ trợ một phần quà của anh, đó là 100 đô cho bản vùng cao. Nắm sắp đi. Nhân em kể cái cảm xúc của em như thế nào hiện nay rồi. Anh em mình thì đi đến một quốc gia rất là xa lạ đúng không anh Hồ? Khi mà đến đây thì ngoài những cái câu chuyện du lịch khám phá còn thì thực sự mình cũng muốn làm một điều gì đó ý nghĩa. Bởi vì ví dụ như ngay tại ngôi chợ người Việt này, anh Hồ cũng thấy là người Việt mình đã có những đóng góp cho đất nước Lào rất là nhiều. Thì anh em mình cũng muốn có một cái điều gì đó vừa kỷ niệm vừa để lại một cái ý nghĩa cho đất nước bạn này đúng không anh Hồ? Nói chung là làm cũng cảm thấy nó vui vui. Thậm chí là cái này nè, cái này là cái nhu yếu phẩm mà cần thiết nhất ở trong mọi gia đình nè. Thì ở trên những cái bản vùng cao đó thì người ta lại rất là thiếu, nên anh Hòa anh biết được rằng ở trên đó việc mà bàn chải đánh găng hay là kem đánh găng ở trên đó đó nó cũng không có đâu. Tại vì đa số là người ta đi xuống chợ rất là khó ha. Có kem chưa? Có đây có kem đánh găng luôn. Đây lấy cái két đóng vô. Ở đây có mì, cái này là mì gói hả anh? Mì gói, đây nước mắm, dầu ăn. Đây nước mắm của Thái. Cả hộp là con á. Anh Hòa, những người Việt ở đây á, anh Hòa có chia sẻ là rất là yêu thương với nhau. Cộng đồng kiều bào của người Việt của mình á, mặc dù là qua đây á, là cái việc là buôn bán, nhưng mà luôn hỗ trợ với nhau hết mình nè. Và thậm chí là làm cái công việc thiện nguyện, anh Hòa, anh phải xách xe, anh đổ xăng, anh chạy đi dưới luôn á. Cái này là sầu bông. Ngay cả sầu bông bột á là một cái nhu yếu phẩm nhất thiết phải có ở Việt Nam mình, ở trong mọi nhà. Nhưng mà ở đây thì người ta thậm chí là một cái sầu bông nhỏ nhỏ cho nên này cũng không có. Lý do là cái địa hình đồi núi nè, rồi cái quãng đường vị trí địa lý so với chợ nó rất là xa, nên phải dùng những cái này để mà sử dụng sinh hoạt trong gia đình. Còn mình không biết thì chắc có lẽ là mấy anh em mình không biết thì chỉ mua gạo muối đường mồng ngọt thôi. Nhưng mà anh Hòa với anh ở đây là sẽ lo hết cho tụi em, tụi cũng như là Bùi Hồ hết mấy chuyện đó à. Này là bột giặt, này sà bông cục, này sà bông tắm của Thái. Ôi trời ơi. Là những cái chiếc hoa phẩm ở vùng trong ra họ khó khăn ra thì mình cần những cái vật dụng nhỏ. Dạ, nhiêu đây là mình chở hết không anh Hòa? Hết hả anh Hòa? Thoải mái. Anh này là chèo với lại anh Hòa, là một người người Lào. Ừ, Lào. Hoa phải chẹt, hoa phải chẹt. Bye đi. Bye đi. Bye đi là cảm ơn. Còn, xin chào. Xin chào, xin chào, cảm ơn là gì anh Hòa? Khọp chay, khọp chay. Lại lại. Cảm ơn nhiều. Thì cũng thông qua clip ngày hôm nay á, chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ trên mọi nẻo đường. Không phải là chỉ là ở Việt Nam mà những cái hoàn cảnh khó khăn. 9, 10, 11, 12. Mì bao nhiêu thùng rồi, miếng lít đủ chưa? Cô chủ khỏe dữ vậy. Ba bóng. Wow, bú sô dẹt. Lấy cho
Lát nữa anh nhớ đem mua nước suối đem mình. Ok ok uống. Có đó đây tí. Rồi rồi. Anh Hòa thậm chí là tính cái việc mà cái này đem mì được bao nhiêu thức ăn không? Đồ hộp theo á. Bỏ lên xe ăn để tiết kiệm thời gian. 20 không đủ. Thêm 10 nữa đi. 30. Sao để được đây? Anh cho mấy anh em mình bỏ luôn nha. Có gì anh? Bay đi, thức ăn khó quá. Người Lào mà gặp nhau á, đầu tiên là gật đầu chào hoặc là chắp tay lên ngực, xong cúi xuống là bay đi. Đó là cái câu này bỏ bì đi. Người Lào mà gặp một người là lạ là sẽ chào cái câu bay đi. Nhưng mà cái nét văn hóa rất là hay đúng không nhỉ? Đếm này là một. Vì sao mà mấy ngày ở trong Ba Sắc này gặp cộng đồng người Việt ở Lào cũng là người Lào đối với người Việt và cái nếp sống sao nha? Năm sáu. Thứ nhất thì mình tóm tắt là nhịp sống ở đây là chậm rãi. Cuộc sống ở này nó rất là thư thả. Bắt đầu đi làm, đi học, bắt đầu từ 8 giờ. Và thứ hai thì người dân rất là hiền hòa và thân thiện. Chắc có lẽ cũng vì nhịp sống chậm rãi, vô tư, vô lo đó mà người Lào rất là thân thiện. Thân thiện ở trong mọi tầng lớp luôn, tức là từ những người bán hàng rong nè cho đến những người bán trong chợ và cả những người phục vụ ở những cái vị trí khác trong xã hội thì đều thân thiện. Đặc biệt thì du lịch ở nơi này không chèo kéo. Và một cái điều nữa đó là người Việt của mình tại Lào rất là giỏi, và từ kiếm tiền cho đến sinh sống thì đều thích nghi được với nếp sống ở Lào rất là nhanh. Và người Việt của mình thì cũng hòa nhập với người Lào và trở thành một phần của cuộc sống ở nơi này. Này kết bao nhiêu đấy? Hôm nay mấy anh em sẽ chuyển những cái số quà này ra xe bán tải. Và mấy anh em sẽ ngồi ở phía trước, còn thùng phía sau là sẽ chở hàng. Trong cái chuyến hành trình này mình thiện nguyện ngày hôm nay á, mà không có anh Hòa với lại các anh em của anh Hòa là không thể nào làm được. Phải nói là không thể nào làm được. Muốn kết nối nhưng mà không có người Việt, không có người dân địa phương ở đây thì phải nói là bó tay. Lần này em đi đến đây em nghe được anh Hòa kể những ngồi anh em ngồi nhâm nhi với nhau cái ly cà phê, ngồi tâm sự với nhau cuộc sống của người Việt của mình tại Lào, rồi cuộc nếp sống của người Lào, về nét văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người Lào. Thì đối với bản thân em, em là một lấy hai cái nữa đủ 20 lần gói đó lấy keo quánh lại. Muốn trở lại Lào lần hai không nhân? Dạ chắc chắn là nhân sẽ quay trở lại đây lần thứ hai. Bởi vì ngoài cái việc là mình thích những cái nếp sống ở nơi này á, thì còn rất là nhiều những câu chuyện mà mình có thể mình chia sẻ được với lại tất cả mọi người đang sinh sống ở Việt Nam hoặc là đang có ý định sang Lào. Ở đó là về những cái lễ hội ở Lào nè. Lào là xứ sở của lễ hội, và đặc biệt thì cái ngày Tết, cái ngày té nước tắm Phật thì rất là vui. Đặc biệt thì có những cái ngày lễ ở đền Quách Phu là một ngôi đền cổ linh thiêng mà anh em mình chia sẻ đó. Thì nghe nói là tất cả các tỉnh ở Lào sẽ quy tụ về đó. Cho nên là mấy anh em mình sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái câu chuyện như thế và tiếp tục hòa mình vào trong nếp sống của Lào ở nơi này. 14. Và biết đâu anh Hồ sẽ trở thành một phần nào đó của Lào. Đại sứ 78. Không, một người đại diện cho du lịch. Đại sứ của Lào đại diện của du lịch. 28, 29 lấy cái nổi đủ ra cho Lào. Tại mình thích cái nếp sống của Lào. Và người Việt của mình nói đi Lào, Lào là một cái nước láng giềng với Việt Nam, nhưng mà nói đi Lào du lịch gọi là một cái điều gì đó, nó quá xa xỉ đúng không? Nó vừa đi đường bay á thì nó vừa tốn chi phí cao nè, đi đường bộ thì cũng như cô bác quý anh chị có thấy đường bằng xe á thì nó hơi vất vả nữa. Gọi là chuyến xe bão táp là đúng nghĩa đó, nên là nữ là đối với Lào á thì nó sẽ khá xa lạ đối với người Việt của mình. Người Việt của mình thì đi du lịch ở những cái nước phát triển như là Thái Lan, Malaysia hay là Singapore, nhưng mà ít chọn Lào, và chắc có lẽ là sau chuỗi clip của các anh em thì cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về cuộc sống Lào và sẽ đi đến Lào nhiều cái hơn. Nhỏ 5 cái. Sáng nay anh em thức sớm gặp các hình ảnh của các vị sư đi khắc thực vào buổi sáng, nhân muốn nổi da gà luôn ha nhân hả? Dạ. Mì 30, nước mắm, dầu ăn 3. Là các sư là phải trở về chùa trước 7 giờ đúng không? Cái lớn thì hết rồi. Lớn đi. Xăm tâm đi từ khi 6 giờ. Cái này là 1, 2 cái to, hơn 3 cái to.
người ta sáu bảy giờ là phải có mặt bốn tại chỗ lại. Rồi năm cái to, năm cái nhỏ, năm đi rồi dễ dễ thấy kem không xin thêm lại dán cho nha. Thậm chí những cái cục sầu bông nhỏ nhỏ như thế này là ở trên vùng cao không có đâu, người ta mình phải đem lên. Tiến sáng đánh xe từ đấy mà bỏ lên luôn. Đấy đường rộng á. Anh dắt vào trước bớt hả? Chặt xe vào đây, chặt xe vô đây luôn. Rồi ok. À dạ. Nước mắm. Nước mắm ba. Chứ nó xuống đó qua kêu bao đầu hương đem qua mày. Nước tí nữa mình ra sau cũng được, mà lấy nước bỏn theo luôn cho khỏe. Ừ. Rồi. Cộng này hết đi rồi. Nước mắm này không lấy ha, lấy nước mắm này, mà bán hàng đang kiếm hàng rất là giỏi. Mắm Lào ạ. Cô bác với anh chị mà có về thành phố Bắc Xế của tỉnh Chăm Ba Sắc á, hỏi ở đây ai là anh Hoàng là người ta biết hết ạ. Cái này là gì anh Hoàng? À, cái bì để tí khi mình đi tới đó là mình khi mình xé ra mình muốn chia ra bỏ vào bì cho nó gọn. Nước mắm đến các bạn. Mắm 3, dầu ăn 3, mì 30 gói, 30 thùng. Rồi, bắt đầu bỏ. Lèo, lèo. Xe mà có lèo được hả? Chạy xe vô hành hả? Phải có ao khẩu lên mà. Phải ao khẩu lên, em có khẩn nha. Rồi, rồi xong... Ở ghi tiếng Việt nghèo hóa đơn, ghi tiếng Việt nè. Bột ngọt 5, muối 5 hả? Mình đi ăn những cái lần trước là ghi tiếng Phật Lào không, mình không biết gì. Ghi Lào là ghi tiếng Lào. Đường. Ghi tiếng Lào ở bên Việt Nam. Đường. Nhưng mà người chị biết tiếng Lào luôn hả? Được chứ, đường bạn được. Đường Lào, đường đường bao nhiêu gói đó em? Dạ. Đường mà 25 gói hả? Đường 25 gói thôi. Rồi 25 lấy 2 rồi 5. Dầu ăn là 3 kíp Lào hả chị? 3 két. 3 két. 3 két. 3 két. Bên đây là đơn giá nè. Đỉnh có bánh. Tự nhiên mình giống như ở Việt Nam vậy đó. Đây thấy kêu hoa đơn tiếng Việt rồi. Sai ở ba cái bóng bỏ đó. Có hai hai kẹt luôn. Thốn thốn. Ba bóng hình tròn. Ở trên này là hoa đơn tiếng Lào với lại tiếng Anh nhưng mà chữ như này là tiếng Việt. Đó chỉ nào lại lại thêm chứ đúng không? Ruột có đây là ruột đầy mẹ hùng ruột đấy hả? Ruột và tờ giấy. Lào là cái màu sắc bò đôi cho đi phố cổ. Ồ bò. Màu màu đâu chắc mai mốt mà em qua bên đây em buôn bán rồi đi qua YouTube luôn á. Dạ, chú nhiều thế. Nó bây giờ còn nôm nôm dân được anh hiện ngay. Tí nữa mua thêm sữa với bánh. Ờ à, đúng rồi, sữa với bánh ngọt sữa với bánh cho mấy bé. Sữa ấy lại hả? Không, sữa với sữa hộp này. Sữa hộp. Dạ rồi, sữa hộp á, sữa hộp. Con này nó hỏi, nó nôm lít sữa con này nó. Ai ta két. Âu. Mình mới két nó, mới con nó ta con nhây đó. Phải 5 két. Nó đưa. Két lượng. Có hả két. Có nghĩa là chị này chị sẽ lấy nhiều nguồn hàng đúng không anh Hòa? Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây nghĩa là một... hàng này là mì này của Lào luôn hả? Mì này của Thái Lan mình, mì quay quay mì nhâm, nó ý là nhâm này, nhâm như nghĩa nhâm nghĩa là chua à, mì chua, mì chua, mua nó chua có cây chua cây á à. Rồi em không biết là ở trên đó người ta có điện không ta hay là người ta nấu củi hả? Cũng bên ấy ở đâu có đi giờ nói chung ở đâu thì nó cũng có điện nhưng mà mình tùy cái chỗ địa điểm mình đi nữa, ví dụ điểm nó cũng có khó khăn hơn thì cũng có thì đi, nói chung là mình đi vùng sâu hơn nữa thì nó sẽ nhiều lúc điện khá thì họ cũng không có. Dạ à lại cà phê cà phê nạt đó để cho Dũng là khi thay vô uống cà phê hả? Ờ Dũng mọi người mời gọi mọi cà phê. À, thôi thì chắc có lẽ là ốp máy một tí xíu đi rồi mình sẽ tính tổng cái hóa đơn luôn rồi mình trả tiền rồi mình sẽ tiến rồi, hành trở thành rồi, đi 30 bệnh 50 thì bệnh bên 20 bệnh có lớp rồi lớp 20 gạo lớp 20 nhiều kiện hàng ghê á. Ừ cái máy cho thăm con đi cứ 300 đô lại chút cho cà phê cà phê 7 gói cà phê 10 gói cà phê 10 gói gạo 1.4 triệu ghi gạo có 1.4 triệu luôn rồi gạo ghi vô luôn gạo luôn là 1.4 triệu kiếp rồi 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 gạo 1.4 triệu kiếp là nó không tới 100 đô nữa hả chứ tại 100 đô đó hả ờ lấy thêm không mà lấy thêm chở hết không nữa.
Mì nhiêu chị? Phở bò 60 chục. Lốt 8 chi phở. Dạ mai, dạ mai con, dạ mai con. Nhưng mà 8 chi phở bò. Nhưng mà ở đây người ta ăn gạo nhiều không anh? Nếp, để cho anh. Lấy nếp hả? Bỏ gà bổ lao, gà bổ. À, có nghĩa là bỏ xuống đi cho họ, đi cho họ thêm nếp lên. Lại thêm 50 lên luôn, nếp rồi 50. Rồi. Dạ. Rồi tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Lại đi lố mà lại thêm 50 lên. Qua đây Nhân ơi. Cái này là nếp, nếp có vô bịch nhỏ hết à hả? Đúng rồi, vô bịch hết rồi, là mình chỉ có xé ra là mình chia ra mà. Bịch 5 kg. À ở đây là chắc khoảng 20 bịch lắm. 20 đó. Dạ. Tí lấy thêm bì nhỏ thêm 50 bì nữa. Dạ. Áo 53 xay hành khẩu này gần. Nghe anh nằm ăn cút quá. Thôi dẫn chuyện phụ các anh. Cái nào anh này hả? Thôi để đó để anh em chiên cho. Dạ được rồi. Khổ thêm. Nhỏ sắp thùng bự. Thôi để xếp. Không ấm. Này nữa phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi, hết đây. Muối, bột ngọt, đường. Không cần hết vừa mất chết. Dạ. Nào năng là để hành chưa, hành thịt, hòn vô luôn chưa. Cái này phải không anh Hà ơi? Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đường bê ra. Ngọt ngọt càng nua. Ở đây đầy đủ nhu yếu phẩm hết luôn á. Hello. Dạ. Cưa chở cái da vô lùm cặp bèn nua nhé. Lao động là vinh quang. Không lao động thì lang thang. Bón nát chứ là gì thay. Mình không ngày vừa lang thang vừa lao động. Mới pin ba bón ba. Ừ. Năng năng. Dạ. Không sao anh. Những cái sò bông nữa nặng lắm á. Bé em dạ. Có cái sò bông mà sò bông gói dây không? Đâu rồi đâu? Hả? Lại hành trình hôm nay thì có khoảng có 6 anh em. Nói chung là loại chi cũng được. Lấy nguyên sò bông dây nè. Này là chuyến xe yêu thương đúng nghĩa nha. Nhân á thì đi ra Lào, qua Lào lần đầu nhưng mà cảm thấy thích thú với cuộc sống Lào. Đi mấy chị bạn Phú à? Đó, đi lại đấy chứ bạn. Bé có thì lấy luôn cho nhanh. Cái này mình có vàng mà không băng. Mình có băng này không? 5 thùng đi. 5 thùng đi, lấy 5 thùng, thùng có đó cho 10 phép. 10 phép nha mấy. Gạt mấy. Một khung mấy. Anh Hồ, em vừa nhìn thấy con cá rất là thú vị ở trên thùng mì của Lào. Có đồ bò. Cái này á là mì cay chảy nước mắt nè. Còn mì cay này là đỏ mỏ nè anh Hội Vinh nè. Lấy 5 thùng nữa là đủ. Luyến thùng nữa đó. Dầu gồi đầu á, cái dây á. Cái mỏ đỏ tươi à. Đây hả? Có luôn số một cái thú vị. Nè, lộn xộn luôn, lấy lộn xộn luôn. Màu đỏ đâu gọi luôn. Đó. Nè nè nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, cay đỏ mỏ. Đúng rồi. Đố bữa nước được chụp tạm á. Cay biết không? Đồ hả? Quảng cáo đồ, mì cay mà ăn mấy là phải đỏ. Còn mì kia là chín 800. Chín 800. Nước sữa, tạm tắm nước sữa. Mỗi một ghế. Mì hai loại mì cay này á là ghi chữ là Lào. Nhưng mà theo chia sẻ của anh Hòa là được sản xuất ở Thái Lan. Hệt bát đố đó nè. Có chữ gì bót Lào. Kêu đố là xuất sang Lào. Xuất sang Lào. Đấy. Phố mà kèm mua đấy nè. Anh gì đó nữa. Ở chỗ đây đi, tính tiền luôn. Hơn.
Cũng kè gạo đó nè, gạo đẹp lắm. Đâm thì gạo cả cọng vô hết, để tí đang cọng nó phiếu. Đang cọng hên hả? Rồi. Cái bột ngọt cũng có 24 đến sớm này. Ừ. Gì bột ngọt chứ về nó họ cũng cao lắm, giá bột ngọt cũng cao lắm. Nó dạng bột ngọt cao, thấy như cây tiết kiệm nó nặng, nó giống như bột ngọt về đường. Đường đô rồi hàng cũng mấy. Ừ. Đường mệt không anh? Nhiều. Mệt hả? À? Nói chung là cảm giác vui là được. Cô chủ là vui nhất. Bán ngày bằng tháng thôi. Cô chủ nói chưa đâu. Chỗ nó chưa đâu, này tầm 2-3 ngàn thôi. Điều, là tính đúng tiền gạo đây luôn chưa? Đúng rồi, cộng vô hết luôn. Cộng, hết luôn cộng vô ý là mình tính một chỗ luôn cho xong. Dạ, có gì về chị này sẽ đúng rồi, họ tự với thanh toán bên kia. Ô, cô chủ bấm nhanh kìa. Ở ngoài cô chủ bấm. Bấm được cái con đâu. Nhớ cho phí là cho phòng là mất rồi. Chưa anh đã em tới. Cộng rồi em cộng vô cho phòng 5 két đó để giá đó coi như thế này. Rồi cộng tổng hết nhiêu. Để cần đang xếp cột. Vâng chứng miệng thằng bơ. 17 triệu. Ủa, bọn nè, chào cơm miệng hắn một bước bước luôn là 17 triệu khoảng 1.000 đô. Bá luôn luôn luôn, bá cho cơm miệng hàng trăm miệng. Thì ở đây là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tại chào ao, điêu chào ao chào cót, tít họ mì ở đây, tít khẩu bớt lên. Rồi nó vẫn tiêu. Đâu có kiếp mà 18 triệu kiếp mà. 18 triệu kiếp mà. Khoảng 1.000 đô. Đó coi như chán hay. Mới nói chung là đô là 19 đó. Tầm 19 á là 100 đô là 1 triệu 9 kiếp. Dạ. Để chị tính coi bao nhiêu tiền đô. Phải đổi sang tiền đô nữa. Tầm 900 đô rồi. Dạ. 900 đô hơn. Ô, sai miệng. Ô, mình bỏ khẩu là yệt. Và đây là cái số tiền cho nhu yếu phẩm của ngày hôm nay. Đó là 19.375.000 kiếp. Đây là cái tổng cái hóa đơn này. Là nó khoảng bao nhiêu gạo anh Sơn? Bao nhiêu gạo á? Gạo là 1 tạ rưỡi. 1 tấn rưỡi gạo hả? 1 tạ rưỡi, 1 tạ rưỡi. 1 tạ rưỡi. 150 kg ha. Nếp ở đây mắc. Nếp 150 thì nếp. 19.375.000. Thì đô ở đây là 100 đô là được nhiêu ta? Khoảng 1 triệu 9. 100 đô 1 triệu 9 hả? Cắt lên nhà trong tay là 1 triệu 9. Thôi, chị đỡ thứ. Quá mê mì quá ngoài. Tao có xe đốm mà bị. Thì nói chung là Nga đô là do Nga đô. Anh bò trong này. Rồi em giữ lại đi. Kỷ niệm nha. Để em làm cái gì nữa. Bây giờ không có sai há trượt rồi đó. Rất là khó. Mà đem tiền Việt ra còn khó hơn. Nên là nơi từ tiền đô mà chuyển sang tiền kiếp. Hát trường, hát trường, đâu hay trường mà hát. Nếu đi đâu không dùng bằng đô hay. Dạ. Cái này thêm cái mà dư thì trả luôn chứ có gì mà lo. Gì đây? Gì đây? Đố mày nữa. Mắt như bọn chì che, bọn này hú mà đi. Mắt như hú. Thôi, mày ăn đi thôi. Ha. Chứ đang lại ha. Hoa đố mày trên bảng biết. Nốt đi, nốt đi. Chị hả? Chị có hoa mềm mì cho rõ ràng cho người ta chứ người ta đi làm đâu mà. Đang mà sống được. Hỏi cho mềm mì cho được. Cho hoa tỉnh mày đi đó đó, nên tỉnh được. Chị bắt cái tí đồ. Đồ ỏm bay. Đợi đâu kia xa. Có hóa mì mì đó, có đâu có về đâu, có dựng tiền lại. Thì mày chỉnh sạc với loại chứ. Thôi mì mì đi. Ừ, đúng có hàng nhồng nhóc hết. Hoài sống chân những người ta, tự nhiên. Tỷ giá tiền đô so với tiền kiếp Lào là 1.820.000. Thì em sẽ đưa chị 1.000 đô là nó 1 triệu. Còn nhiêu trừ lại?
đâu có không chưa đủ nữa chứ. Một ngàn đô là 18,2 triệu ở đây 19 triệu mấy lắm á, còn phải đưa thêm nữa. 1,35 mà bên tới 18,2 triệu mấy. Em tính cho 1,2 đi. Nhận cho tiền 1,800 là được, hai nó 1,100 nhân cho 1,820 bằng 2,20 triệu đó, 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 em đưa chị 1,100 chị có lại em ha. Rồi, rồi, okay. Rồi chị trừ ra 1,900 đó, chị trừ ra đi xuống 1,975 Em sẽ gửi cho chị 1,100,000 ha. Ủa 1,100,000 2,3,4,5,6,7,8,9 10, 11. Anh biết cái tối em biến lại. Không biết. Lít há cho anh mấy cái két để anh đóng mấy cái bì bánh vô chứ để bì nó rách. Đô bao nhiêu là cả. Mình đưa 1,100 thì chị trừ lại dư còn lại là 645,000. Thì cái chi phí này thì Bùi Hồ sẽ cùng với các anh em đổ xe, đổ xăng á, đổ xăng vào xe cũng như là cái chi phí sinh trên đường mình đi ha. Thì cũng mong cô bác quý anh chị xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng với lại Bùi Hồ để có một cái chuyến xe yêu thương của ngày hôm nay. Và bây giờ chị cũng đang khói nè. Hay bây giờ trước khi kết thúc cái đoạn clip này cũng khá là dài rồi, thì anh em mình qua quay chuyến xe cái đi ha. À, đây là cái chuyến xe với rất là nhiều đồ lỉnh khỉnh như thế này. Thì ở đây gồm có gạo, gồm có gạo nếp, gồm có nếp nè, rồi dầu ăn, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, rồi đủ thứ là nói chung là khá là nhiều. Thì chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn sư cô Phước Liễu ở Úc nè, Xuyên ở Nhật nè, cô My ở Mỹ nè, và chú Ken Winston. Và cái chi tiết á thì hiện nay cũng rất là đúng như Bùi Hồ nó không có liệt kê hết. Thì cái chi tiết thì Bùi Hồ sẽ trích quỹ của cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ sẽ để ở trên màn hình ha. Và một lần nữa thì chuyến xe hành trình cũng còn khá là dài, và cho Bùi Hồ ốp máy tại đây, và còn đường di chuyển còn hơn 180 km nữa để đến những cái bản vùng cao. Và rất mong cô bác quý anh chị sẽ đồng hành cùng Bùi Hồ để cho Bùi Hồ chia sẻ những chuyến xe yêu thương như thế nào. Thế này, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.